Hello, xin chào tất cả các bạn ghé đến kênh Thu Nguyễn Cuộc Sống ở Mỹ. Xin chào các bạn. Các bạn coi cây đậu nành của Thu nè. Đây là đậu nành năm nay lần đầu tiên Thu trồng luôn á. Bây giờ nó nhìn nè, bắt đầu ra trái rồi. Thì mai mốt mình sẽ có đậu nành để mình đi thu hoạch ha. Đậu nành ở đây bán rất là đắt luôn. Đậu nành mà trong Costco đông lạnh thì bán rẻ. Nhưng mà nếu các bạn mua tươi á, ở chợ Nhật á, thì bán gần 10 đồng một hao đó. Đây nè. À, bắt đầu ra trái rồi, nhìn thấy đã ha. Dọc dọc ở đây mình có nguyên một luống đậu nành luôn nè mấy bạn. Dọc ở đây hết. Hôm nay thì mình sẽ đi qua bên đây thu hoạch trái cà Thổ Nhĩ Kỳ đầu tiên nha. Đây, bao nhiêu lần Thu cứ đi thu hoạch mà Thu chưa có bao giờ review cho các bạn coi. Nên hôm nay Thu sẽ đi thu hoạch và review cho các bạn luôn. Ở bên đây nó có một cái trái rất là bự luôn nè. Đây là một cái cà Thổ Nhĩ Kỳ. Nó rất là bóng và nó có màu cam. Khi nó chín thì nó ăn được thì nó có màu cam như thế này nè mấy bạn. Ở đây cũng lại có thêm trái nữa nè. Rồi bây giờ mình sẽ review thử cho các bạn. Đây là hai trái cà Thổ Nhĩ Kỳ Thu vừa mới rửa. Thì Thu sẽ ăn thử cho các bạn coi hôm nay nó có vị như thế nào nha. Thì giờ mình ăn thử cái trái lớn nè. Mời các bạn. Nó có cái vị giống như là cà pháo Việt Nam nhưng mà nó không có giòn và nó có vị, nó không có vị chát nhiều, giống như là thí dụ cà pháo Việt Nam khi các bạn ăn sống á, thì nó có vị chát 10. Cái này nó chỉ có vị chát 2 thôi nhưng mà nó lại có một cái vị giống như cà chua đó, chua chua. Cái vị của nó lai giữa cà chua và cà pháo. Không giòn. Có vị mềm, không có giòn mấy bạn, nhưng mà lai giữa hai cái đó. Cái trái thì của nó cũng giống như không có khác cà chua lắm, thì nó hơi chát chát. Thì nói chung là mình cũng ăn những cái loại mà nó lạ lạ, nó hay hay, nhưng mà nếu mà nói về cái này ngon thì không có ngon, chỉ thấy nó đẹp mắt và nó cũng vui vui thôi. Rồi bây giờ mình qua đây hai ít đậu. Có thể là do kiểu giống như là không phải là cái của mình á, nên là mình ăn thì mình thấy nó không có ngon. Nhưng mà đối với người ta thì cái quốc gia của người ta thì có thể là người ta thấy nó ngon đó mấy bạn. Hái một ít mấy cái đậu này. Đấy, cả trên đây nữa nè. Bây giờ đậu của vườn Thu thì nó cũng già già rồi. Coi đậu ở đây nhiều nè. Cuối mùa rồi nên là mình hái mấy cái đậu này về để mình thu hoạch đậu á. Đậu này nè. Đậu này thì ở bên trong nó có màu màu hồng á mấy bạn. À màu tím chứ lộn. Đây nè. Đó. Già luôn rồi nè, các bạn thấy không? Nó muốn ra cây luôn rồi đó. Có nhiều người thì gọi là đậu vua nhưng mà chỗ nó gọi là cái tên của nó gọi là runner bean. Thì Thu không biết là cái này nó gọi là sunset hay là cái tên gì á. Rồi. Đây. Đi qua lại đây thu hoạch thêm một ít ra. Đậu này về là để khô cho mùa đông nè mấy bạn. Rồi nè, trái này bự ha. Sắp sửa khoảng một tháng nữa là mình sẽ đi mình trồng cái đậu nó gọi fava bean á. Lúc đó là đậu cho mùa đông rồi. Rồi đi qua đây hai cái trái đậu rắn. Đậu rắn thì thôi khỏi phải bàn, ngon lắm. Đây. Đây, hành lá vườn Thu đây mấy bạn. Đây, coi nè, hôm nay nở bụi đẹp ha. Hôm bữa trời nóng hình như là nó không có phát triển tốt ấy. Bây giờ Thu thấy trời nó lạnh cái nó lại phát triển tốt lên lại nè. Nó không phải là lạnh mà ở chỗ Thu hiện giờ đang là mùa thu á mấy bạn. Mình cắt xong mình mang ra vườn ngoài mình cho cái bác ở ngoài ít. Tại bữa bác nó xin mình á. Mấy lần trước thì mình cũng tặng bác một ít.
Nhưng mà hôm nay thì mình cắt nhiều nhiều thì mình, nếu mà lúc nãy lúc mình vô vườn thì mình có thấy bác ở ngoài đầu vườn á, chứ nó cũng nhiều lắm, vườn mình đâu có xài hết đâu. Đây, cái hành lá hay là những cái loại mà hẹ gì ở nhà mình trồng á thì lúc nào nó cũng kiểu thơm hơn ở ngoài chợ á mấy bạn. Cắt cắt cho nó hết, cái bắt đầu cho nó lên cái lứa mới. Không, hành lá mà cắt một lần là cắt cứ ôm ôm hết rồi ha. Đã chưa? Thơm ha anh ha? Ừ, sực mồi. Mấy cái này thôi á. Mấy anh nào mà có vấn đề á là ăn cái này là sực mùi luôn á. Đi qua đây thì Thu có một ít đậu nhưng mà thực khoe cho các bạn coi nè. Thu không biết đây là một cái loại đu đủ gì nha. Nhưng mà hồi xưa Thu thấy ở vườn của ông Bóp thì cái cây đu đủ này nó có màu rất là kỳ lạ nè các bạn không? Nó lại màu màu đỏ. Có bạn nào mà đã trồng cái loại đu đủ này thì nói cho mình biết tên nha. Cái thân nó màu đỏ và bây giờ nó bắt đầu ra bông nè. Nhưng mà trời trở lạnh thì Thu không biết là nó có sống được không. Đó, cái loại này Thu thấy tự nhiên nó mọc và Thu bứng về Thu trồng. Bạn nào có kinh nghiệm trồng đu đủ thì nói cho Thu biết cái tên của đu đủ này nha. Ở đây bây giờ qua đây. Có đậu đũa. Và bây giờ lại ghé hàng đậu đũa mấy bạn. Chỗ Thu thì là mùa thu rồi nên là đậu nó ra kiểu nó không có tốt cho lắm á, còn khoảng chút xíu nữa là hết mùa rồi, ráng ăn khoảng hơn tháng nữa. Đậu này đậu màu tím đẹp ha, là hết mùa rồi. Đấy. Rồi lại đi qua hàng mướp. Cái góc này nó nãy đây nè, cái mướp này nó gọi là mướp của Úc Đại Lợi nè mấy bạn. Thì tí nữa mình sẽ hái cái quả mướp này, và cái quả mướp cái loại này nó rất là lớn nha, nó không có phải nhỏ như vậy đâu. Nhưng mà tại Thu thấy cái trái này nó có vẻ là hơi đèo đèo rồi đó, nên là Thu cắt luôn. Chứ cái trái này người ta nói nó rất là dài luôn á. Thì theo Thu thấy năm nay á, cái mướp này của vườn Thu trồng á, thì năm nay cũng là đợt đầu tiên Thu trồng. Thì Thu thấy là anh á, nó rất là thơm, giống như mướp hương, nhưng mà nó có điều khác một cái á, là cái này nó lại có vị giòn. Còn mướp hương nếu mà mình nấu hơi lâu thì nó sẽ bị nhão. Còn cái mướp này á, là nó có cục cái vị giòn rất là ngon nha. Mấy bạn đừng có tưởng là nó là mướp hương nha. Nó có cái sọc màu xanh này nè. Cái màu xanh nó đậm hơn và nó có thêm một cái vân màu xanh này nữa nè. Đó. Thì theo mình thì nó ngon hơn mướp hương đó. Có vị thơm và ngon hơn mướp hương. Ok, đi ra ngoài đi. Coi còn trái nào không? Ông xã mình chỉ cho mình trái này nè. Mình đâu có nhìn thấy đâu đây. Đang lục lục ở trong. Bữa nay mình bị già mất mấy trái luôn. Tại vì mình không có nhìn thấy đó. Rồi đi ra ngoài. Anh thấy còn trái nào đó không có. Mình đi ra ngoài. Đây. Đi qua đây thì đây, lại có mấy trái đậu rồng đỏ. Rồng đỏ bây giờ là thuộc loại hàng gọi là hàng hiếm rồi. Hôm nay thôi cũng để giống được một ít á. Cái độ rồng này khi các bạn hái một cái là các bạn có thể cảm nhận được cái độ giòn của cái trái đậu rồng liền luôn á. Còn cái đậu rồng màu xanh á thì mình sẽ không cảm nhận được cái đó. Thì cũng này là mấy cái trái già già thôi, để lại thôi chứ không phải là sót đâu. Mướp. Mướp này là mướp mướp còi. Đây. Hôm qua đó, đây hôm qua hái mấy trái rồi. Đây. Coi còn trái nào. Cái mướp này tôi thấy càng ngày nó càng teo lại nha, không phải là nó nhỏ gì đâu mà càng ngày nó càng teo lại đó mấy bạn. Đây. Đó. Thấy không các bạn, thấy không? Không phải là nó ấy rồi, cái giống như là cái đất mình bây giờ nó không có gứt nữa đó, nên là nó không có bự nữa, cũng ăn được bằng đây.
Thấy không? Đủ chi chi mà đã có được một rổ đủ thứ loại. Ra ngoài đây, ở ngoài đây thì Thu có rất là nhiều mướp Úc Đại Lợi. Hôm qua mới stream mấy cái lá đi nên là hôm nay Thu mới thấy được để quay phim cho mấy bạn coi nè. Đó. Đây là một cái trái mướp Úc Đại Lợi, nó rất là nhiều hoa luôn mấy bạn. Đi qua bên đây, đây nè, đấy, ở bên đây lại có. Vườn của Thu thì không có mấy mà nó đi qua hướng bà hàng xóm, nó lại có. Mướp này là mướp nó lai á, bên Mỹ này nó lai, cái này Thu mua ở cái trang web resit.com á mấy bạn. Mới lấy dòng á hả? Là mấy bạn nè, bác hàng xóm cho mình một cái bánh chưng nè. Cái này nè, nó hơi nhạt muối vậy thôi. Ngon, được mấy cái mà cho cháu một cái vậy. Cái gọi là tạm ăn thử. Bánh chưng Việt Nam, bác bứt được có ba cái lá dâu mà vườn mình mà cũng gói ra được cái bánh chưng để cho cháu bác ít hành lá. Anh với cụ kiệm là vừa. Có cái giỏ ở đó không? Nha. Ăn thử thôi, chứ còn đâu thì phải lá to thì mới gói được lá này nhỏ đấy. Thì lần sau Tết á, để đến Tết ghé qua nhà cháu mà hái. Đến Tết thì mới gói bánh chưng. Ghé mới gói bánh chưng hả? Ừ, Tết mới gói được vài chục bánh nhưng mà nhà em thì thiệt. Ăn mướp không? Hả? Ăn mướp không? Thôi đi về đi nhé. Ok, bye bye bác. Cảm ơn bác. Dạ, cảm ơn bác. Lâu lắm rồi Thu mới được thưởng thức một cái bánh chưng gọi là lo gói bằng lá dong, rặt hương vị của Việt Nam luôn á. Hôm bữa bác qua vườn của Thu á, mình đào cái cây lá dong để về vườn bác trồng đó, thì có mấy cái cây nó bị đào, nó bị gãy á, có khoảng Thu nghĩ là 3 tới 5 lá có đó, thì bác mang về hôm nay gói được cái bánh chưng thì thật sự là không phải là cái gì nhưng mà cái tấm lòng thì nó quý, đúng không mấy bạn? Thì bây giờ mình tiếp tục đi thu hoạch tiếp nha. Giờ ghé qua vườn bên đây hái ít hoa điên điển, với lại vườn này ngày hôm nay Thu có nhiều rau muống lắm mấy bạn. Mùa này hoa đình đỉnh, đáng lẽ là Thu hái mấy ngày trước thì nó ngon. Thu hái hơi bị chậm á. Chỗ Thu bắt đầu trời nó đang trở lạnh rồi đó, nó đang vô mùa thu nên là mấy cái hoa đồ á, anh mở sẵn cái greenhouse ra đi cho nó bớt nóng đi, là mấy cái này nó đâu có chịu lạnh được đâu. Hôm bữa Thu có trồng nguyên một cái đám gọi là hoa sao đũa nữa, nhưng mà Thu thấy hoa sao đũa nó có vẻ là yếu hơn cái hoa điên điển đó mấy bạn, nên là bây giờ cái hoa sao đũa thì nó không có được nữa rồi. Cần hái chậm một khúc thôi là nó lên một đống hạt luôn nè mấy bạn. Năm nay hoa điên điển vườn Thu, chứ Thu cứ nói là mỗi năm tới mùa hoa điên điển á là Thu hay bày ra Thu nấu lẩu mắm, mà năm nay Thu bận quá mấy bạn ơi, chưa có rảnh để nấu một cái nồi lẩu mắm nào hết á. Nhiều lúc bên Mỹ chứ mình cũng thèm ăn mấy cái món Việt Nam dữ lắm, nhưng mà cái gì cũng vậy, phải có thời gian mấy bạn hả. Chui ở đây thì cứ sợ nó gãy thôi nên là nương nó lắm. Năm hôm nay anh thèm ăn lẩu mắm chưa anh? Anh không biết lẩu mắm. Mấy lần em nấu cho anh quên nữa. Anh với Lisa cái lẩu mà có tùm lum rau, có hẹ, có đồ đó. Vườn mình thì bây giờ có đủ thứ nè, có hẹ nè, đủ thứ cho lẩu mắm luôn á. Hẹ nè, rau đắng nè. Tính ra trong mình thấy trong các cái loại mà đồ ăn á, mà món mà mình thấy cầu kỳ về rau nhất á, là mình nghĩ là món lẩu mắm á, ha. Mà giống như là đủ thứ món luôn, nào là heo quay nè, đẩy cái cành nó lại cho em. Rồi
nước nào là heo quay nè, rồi nước nào là kiểu giống như là mấy cái tôm mực gì đó là thập cẩm á, là mình thấy á, là cái lẩu mắm là nhiều nhiều những cái đồ nhất á ha mấy bạn ha. Tính ra lẩu mắm mà tưởng là một cái món bình dân nhưng mà thật sự nó là một cái món ăn rất là sang luôn á. Nó đắt tiền á, về Việt Nam mà ăn phở mình thấy còn rẻ hơn là tô bún mắm á. Tại vì nó tập hợp những cái thứ gọi là đắt tiền ở trong cái tô bún mắm đúng không? Mấy bạn nhìn bình dân nhưng mà rất là đắt tiền và gọi là ngon lành. Rau muống này là bữa mình ăn á, xong mình lấy cái ngọn mình cắm qua đây. Bên đây thì rau muống mùa này thì cũng là quý lắm. Tới hồi mùa kia là không có mà ăn đâu. Mới cắm thì tính ra rau muống mùa này thì nó mọc cũng nhanh lắm mấy bạn. Đây đó, đã được ngắm rau muống. Bây giờ mình đi vô trong cái greenhouse thu hoạch nữa nha. Ghé hàng rau muống này trước khi vô cái greenhouse đó mấy bạn. Coi rau muống hôm nay mập thù lù ha. Năm sau Thu sẽ trồng thêm nhiều rau muống. Tại vì ai cũng thích ăn rau muống hết á. Rồi, bây giờ bắt đầu vô trong greenhouse. Rồi, cắt ở đây, cắt vô luôn. Trước khi cắt rau muống hái ít rau ngò om. Tại vì ở nhà Thu có một ít gọi là mấy cái măng rồi đó mấy bạn. Thu lại có mấy miếng cá nữa, tính nấu măng chua với cá thì phải có rau ngò om. Nên là cắt mấy cái rau ngò om này trước đó. Được nắm vậy là đã rồi ha. Hay là cắt luôn đi. Cái rau ngò om này của Thu nó bắt đầu ra bông rồi. Đây, đó, thơm nức mũi. Đây. Coi cái này hái thêm mấy cọng này nữa cho nó thơm nè mấy bạn. À đúng rồi, hồi sáng á Thu vô trong một trang Facebook thì Thu thấy có một em bảo là cứu em với, cứu em với. Thì Thu coi, Thu mới thấy là em mới nói về cây lá dứa của em đó. Đây là cây lá dứa của Thu nè. Thì Thu đã chiết ra được rất là nhiều cây, Thu để trong kia rồi. Thì đây là cây lá dứa của Thu. Thì em mới nói là cây lá dứa của em có ai cho đó, mà mới trồng một cái là được có một tuần lễ là cái lá nó ngã vàng. Thì tiện đây thì hôm nay Thu đi vô đây Thu cũng nói về cái cách trồng lá dứa luôn cho các bạn nha. Thì chỗ Thu á, lá dứa nó chỉ là thích ẩm, cái độ ẩm humid giống như Việt Nam á. Với lại cái đất của nó, nếu mà các bạn mua cái đất potting soil ở ngoài tiệm á, đất mà trồng cây mà trong chậu các bạn trồng là sẽ không có thành công nha. Thu đã trồng rau muống rồi, mấy cái đất nằm ẩm ẩm như vậy nè, các mình lấy mình trồng xong rồi á, cái lá dứa nè mấy bạn nhìn nha, mấy bạn đừng có trồng sâu quá, trồng cho nó hơi cao cao lên và các bạn cứ tưới nước. Mà đặc biệt á, là các bạn phải chùm nó lại. Nếu các bạn không có chùm nó lại á, là cái cây lá dứa của các bạn nó sẽ thiếu độ ẩm và từ từ nó chết. Tại vì nó là ở bản chất của nó là những cái vùng nhiệt đới như của mình, nên nó rất là cần độ ẩm nha mấy bạn. Mỗi ngày thì một chút, nếu mà Thu đọc được những cái tin gì á, mà thấy hay hay á, mà trong vườn của Thu có cái loại đó thì mình sẽ chia sẻ. Tại vì mấy bạn biết làm sao không? Nói về trồng cây nhưng mà thật sự mỗi cái loại cây và mỗi cái nơi mình ở thì nó phải có một cái khí hậu khác nhau. Và cái quan trọng là mình phải biết là mình đang ở cái khí hậu nào để mình chăm sóc cái cây. Thì chỗ của Thu không có cái điều kiện gọi là ẩm ướt giống như là những cái tiểu bang Florida. Thì những cái cây nó dễ thì mình trồng ở ngoài, nhưng mà những cái cây giống như là nó thích ẩm ướt thì mình lại phải trồng trong cái nhà này. Đó là lý do tại sao mà Thu phải build một cái nhà giống như vậy để Thu trồng đó mấy bạn. Giống như rau muống thì mình cũng trồng ở ngoài được,
Nhưng mà rau muống mà mấy bạn trồng ở ngoài chỗ thu mà ở ngoài thì nó sẽ phát triển rất là chậm. Nên là thu chọn là trồng ở trong đây để nó phát triển cho nó nhanh đó. Đây. Còn cái rau răm này cũng vậy, dễ mà khó. Rau răm không có ưa nắng nha. Hôm bữa trời nắng cái chỗ này của thu nó bị chết, hôm nay nó mới mọc lên được nè mấy bạn. Đó. Bởi vậy mình trồng cây mình cũng phải tìm cái vị trí mình để mình trồng cho nó thích hợp đó. Tại vì mình trồng nhiều quá nó lan dữ lắm. Cho rau muống hôm nay mà không đi cắt là thu sợ nó bị già luôn nè. Muống này y chang là ngày xưa, tại vì cái quê của cái chỗ nhà thu không phải là vùng quê mà gọi là cái vùng ven á, thì mình sống gần ruộng rồi mình cũng đã quen với những cái cây gọi là những cái cây chảy dưới nước như vậy, rau muống với mấy đồ đó, nên là thu cũng biết sơ sơ cách trồng, nên là mình cũng để ý. Bây giờ mình mới qua tới Mỹ mình fail rồi, bắt đầu mình mới học lại cái cách trồng nó như thế nào đó mấy bạn, thì mình mới trồng được. Bên chỗ thu á, quý nhất là cây lá dứa đó. Năm trước thu trồng thử ở trong đây thì thu không có thấy nó bị chết đâu, cũng ok ha. Kèo nèo mà ra hoa luôn nè, bạn thấy không? Hôm bữa thu cũng cho cô kia cái cây kèo nèo mà cố trồng không có sống, kèo nèo vậy chứ mà khó nha. Kèo nèo mấy bạn trồng ở ngoài nó cũng dễ chết lắm. Ngon quá, ngon quá. Nó ở trong đây nó thích ẩm ướt nên là thu phải gắn cái hệ thống tự động á, để lúc nào nó cũng một ngày là nó phun nước một lần để cho nó ẩm ướt đó mấy bạn. Được bó rau muống ưng ghê. Rau muống này là rau muống hột á, thu ương từ hột lên xong rồi thu cứ ăn cái có cái gốc già đó, thu lại lấy thu cắm lại, thế là nó lại có hoài. Bên Việt Nam sướng lắm nha, thu về nhà mẹ thu á, rau muống ăn xong mình cắt cái gốc á, mình ập xuống đất xong mình lấp đất lên là nó cũng lên nè. Được bằng đây rau muống nè mấy bạn. À, mấy bạn coi ở trong đây lá dứa của thu trong đây nè. À, thấy không? Thu mới ương ra xong mà đã đậu rồi nè. Mỗi loại cây nó khác à, giống như cái rau này nó không có ưa nắng, nó phải thích rập rập như vậy là nó lên rau càng cua nè. Là nó lên rất là tốt luôn á. Đó. Mỗi loại cây mình phải tranh thủ, mình biết cách trồng mình phải che vậy nè đó. Thu cứ che vậy là cái bụi, các bạn thấy cái chỗ này nó được cái lá này che không, nó lên rất là tốt. Còn cái chỗ này nó không có được che, mấy bạn thấy nó đâu có lên đâu. Cái rau này nó ưa ẩm ướt và nó không có thích nắng nha mấy bạn. Các bạn ơi, chiều hôm nay hai vợ chồng Thu đã đi thu hoạch được cả bằng đây nè, có ít mướp rồi hành lá rồi nói chung là những cái thứ ở trong vườn nhà Thu hôm nay. À, hiện giờ thì con Thu ở nhà nó mới gọi điện thoại là bố mẹ cần phải về gấp, tại vì em làm cái gì ở nhà đó. Tôi cảm ơn các bạn đã theo dõi video thu hoạch cùng với hai vợ chồng Thu hôm nay nha. Nếu các bạn thích thì xin vui lòng cho hai vợ chồng Thu một like, share cũng như subscribe cho kênh của hai vợ chồng mình. Hẹn các bạn vào những video sau. Bye bye các bạn. Bye bye các bạn.